Thầy đi tập ở Seven. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đang đi tập kỹ thuật nha các bạn. Với thầy với xe đi từ nước ngoài. Đi lên một cái đi để bấm đi sang trường bấm ai là trái đi để mà không phải là cần người trời mưa này nó hơi mưa nhưng sân nó hơi trơn nha các bạn, nhỏ tập thì nó sân nó hơi trơn nên bóng nó hơi bị tụt.
handy chị rất là tận tình mấy bạn nhỏ. Trời bữa nay nó hơi trời mưa nên sân nó hơi trơn nên bóng nó chạm không được tốt lắm. Không được
thì những bài tập thôi nha các bạn, rất là áp lực. Dịt đây cãi bác, bác ấy nếu sao lần lần tới thì chứ.
đang có bóng lên. Tăng thế, thế cũng không trả nhân, thế nó là nhân, nhân. Con thật thì qua đây là không dân chủ con. Hà Nội.